Lê Hương ô tô xin kính chào quý khách. Đây, hôm nay Hương xin phép được review cũng như là báo giá một mẫu xe mới về bên em, một mẫu xe Nissan Terra đời 2009 số tự động, động cơ là 2.0 ạ. Xe là xe 5 chỗ các bác nhé. Còn về phần về giá thì các bác cứ xem hết cái video này của em thì em sẽ báo cho các bác xem một xe một cái giá rất là đẹp luôn, giá rất là ưu ái luôn. Ngay từ cái mặt ga lăng đầu tiên em quay cho các bác xem này. Các bác có thể thấy không? Thiết kế rất là đẹp đúng không ạ? Bốn cái mặt là của ga lăng, những cái thanh ngang này. Mạ chrome cao cấp và chữ thương hiệu Nissan ở giữa luôn. Đó, biển thì là biển thủ đô luôn. Đây, các bác có thể thấy đèn gầm này, em quay rất là sát luôn đấy. Đây, và đây có thể thấy này, đèn pha bi cầu, nhìn rất là to bản, sắc nét, không hề bị hấp hơi cũng như là bị xước ạ. Hai bên luôn đều như thế luôn nhé. Đây, phần bên ngoài em có quay cho các bác này, nhìn một lớp xem, một mẫu xe với cái lớp sơn là màu đen bóng loáng. Với những cái đường gập lổi trên thân xe thì các bác có thể thấy này, cái đường gập lổi này không hề bị méo hay là bị móp hay là bị cong ạ. Những cái đường khớp lối thì cũng thế ạ. Đó, những cái đường gấp lối thì rất là nhỏ thôi, không hề to đâu ạ. Phần lốp xe thì các bác có thể thấy là lốp xe là tương đối là mới đúng không ạ. Và đây là mặt là la răng này, la răng đúc dạng là đa chấu nhá. Đó, em sẽ quay thật là chậm cũng như là chi tiết cho các bác xem ạ. Đây, khu vực lốp phía sau và la răng này. Đó, đây phần phía sau xe thì các bác có thể thấy này. Ngay đầu tiên các bác có thể thấy được, ôi, cái con đèn hậu này nó rất là sáng và nó thêm cái dải đèn led bốn quanh cái đèn hậu là nhìn rất là lồi đúng không ạ? Có thêm một cái viền dải này giống dải đèn led nhưng nó là cái dạng mà chrome, nhìn rất là thể thao. Hai bên luôn nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Xe phía sau này có trang bị thêm cho mình là hai mắt cảm biến chống va chạm. Và một thêm một cái cam hành trình, cam lùi ở khu vực ở đây, ở dưới em sẽ quay sát các bác xem đây, biển số này. Một cái đèn rẽ này, ở trên cao này chống này. Đó. Đây nhá, đây là phía sau đây. Thì hông bên trái của xe đèn hậu này. Đây. Đây em sẽ quay sang bên đây, cái khu vực bên ngoài của xe đây. Các bác nhìn này, lốp phía bên trái của xe này. Đó. Bốn lốp xe thì còn tương đối là mới đúng không ạ? La răng này. Đó, la răng rất là đẹp. Những tay nắm cửa này, các bác có thể thấy không? Cái lớp sơn, lớp mạ chrome của nó vẫn còn rất là sáng luôn. Cũng như là những cái lẹp gương này, những cái lẹp gương này. Đó. Đó. Đây, xe thì là gương kính là chỉnh điện, xi nhan nó được tích hợp luôn ở trên gương rồi. Em sẽ quay cho các bác phần cốp. Cốp xe thì các bác chỉ cần ấn một nút thôi là nó sẽ tự động mở cho các bác rồi. Đây, ấn cho các bác xem này. Đó, ấn một cái thôi là đã mở rồi. Xe rất là rộng luôn. Đây, cốp xe các bác có thể thấy này. Wow, cốp xe rất là rộng. Những bác nào lấy vợ, lấy chồng xa mà cũng có khi về bà nội, bà ngoại thì thôi, cái cốp này thì tha hết cho ông bà về này. Đây, em thử những cái ốc ở trên cốp này còn là rất là mới, không hề có dấu hiệu là vặn xoáy gì đâu ạ. Cốp này, đây nắp cửa trên của cốp này. Đó, em sẽ quay chi tiết này. Đó, các bác có thể thấy không ạ? Ở đây em sẽ quay cho các bác xem cái phần mà các bác quan tâm nhất nhiều. Đây, à đây nhá. Cái xe này là nó cái hai cánh cửa đằng trước là nó có cái cửa một chạm ạ. Cửa một chạm đi ạ. Đây, phần táp ly của xe này. Ngay từ những cái táp ly ở bên ghế bắc tài này rất là đẹp, không hề bị bóng bị mờ này. Đây, keo chỉ thì ghi ở cánh cửa thì còn nguyên này, những cái ốc đinh tán cũng còn nguyên này. Đây, những cái nút này, hộp để đồ này. Đây là những cái móc cửa cũng như là bản lề, cái ốc bản lề của xe nhá. Em sẽ quay thật là chậm thôi, các bác có thể nhìn thấy rõ. Các bác có thể thấy ngay từ những cái nội thất bên trong, các bác có thể thấy cái gam màu của nó là gì ạ? Một cái màu đen kết hợp với những cái gam màu như kiểu vân dạo gỗ đấy ạ. Cái ghế nội thất này thì là nó là ghế da zin các bác nhé, vì nó là ghế da zin và từ đời 2009 nên là nhìn nó có hơi nhăn một chút thôi, nhưng mà em cũng có thể bọc cho các bác một cái lớp da mới được, nhưng mà không cái gì bằng cái ghế da zin. Nên em đây các bác có thể nhìn thấy nào, gọi là hơi xíu xíu một chút nhăn thôi nhưng mà nhìn nó còn rất là mỏng.
Đây em sẽ quay cho các bác xem cái nội thất bên trong của xe này. Đầu tiên vào cái xe này luôn, em thấy là cái gì, ồ, cái màn hình giải trí của nó to thật sự luôn, to siêu to khổng lồ luôn, to như cái mâm luôn. Đây, cần số thì sao ạ? Cần số thì còn rất là mới, các bác có thể nhìn này, em quay các bác có thể nhìn này. Cần số thì rất là mới luôn. Đó. Có hộp để đồ này, có bệ tì tay chống mỏi tay này, phía dưới các bác có thể mở lên cũng hàm một cái để đồ luôn đấy ạ. Đó. Đây. Cái này là chống mỏi tay này. Trần da này thì các bác có thể thấy này, trần xe luôn, trần xe là trần xe lỉ zin luôn của xe luôn. Rồi, với những cái màn hình cỡ lớn như thế này thì các bác có thể này, nghe nhạc, xem phim rất là tê luôn. Với những cái bác nào mà yêu âm nhạc hay là có cái có nhà có trẻ con mà muốn xem hoạt hình hay gì thì rất là tê luôn đấy ạ. Có cả Google Maps trên màn hình luôn. Đây các bác có thể thấy này. Tích hợp đầu DCD, có đầu TCD này. Điều hòa auto này. Lấy gió trong ngoài này. Và có gì nữa? Có cả sấy kính này. Đây với cái cụm đồng hồ là cụm đồng hồ 3D đây ạ. Nhìn rất là lối đúng không ạ? Vô lăng đây ạ. Vô lăng thì phím tích hợp được luôn những cái phím bấm ở trên xe rất là tiện này. Có hai túi khí an toàn ở trên vô lăng và cũng như là ở trên cái phần trước ghế, phần ghế phụ cũng có một cái túi khí an toàn luôn. À và con xe này là nó là đè lộ thông minh các bác nhé, các bác chỉ cần ấn này, đè lộ thông minh start stop này, ấn này, tắt này, nó chỉ ấn nhẹ chạm một cái thôi là nó đã tắt và nó cũng mở theo các bác như các bác mong muốn rồi. Đây cái phần thân sàn xe này thì nóc nỉ rồi. Khu vực phía dưới thì đây các bác có thể thấy này, nội thất bên trong thì rất là rộng luôn. Cái phần ở giữa này các bác có thể mở ra là một cái bàn để đồ hoặc nước. Còn nếu không các bác dùng thì các bác có thể hất lên như thế là sẽ thành một cái chỗ ngồi nữa là 5 chỗ ngồi cho nhà mình nhá. Đó. Các bác có thể thấy em quay rất là kỹ luôn nhá. Các bác có thể thấy này. Một con Nissan Santa Fe đời 2009. Động cơ là 2.0. Số tự động. Đấy. Vừa rồi thì em cũng đã như là quay thật là chi tiết cái phần xe, thông số, ngoại thất và nội thất cho xe. Còn bây giờ em xin báo với các bác là con xe này bên em đang bán với giá là 345 triệu. Em xin đọc lại luôn nhá. 345 triệu cho đời Nissan Terra đời 2009 số tự động. Động cơ là 2.0. Xe là 5 chỗ ngồi các bác nhá. Đó. Các bác còn thấy rất là đẹp đúng không ạ? Bác nào mà quan tâm đến em nó thì hãy gọi ngay cho em qua hotline 0354602790 hoặc nhắn tin kết nối với Zalo qua em để em có thể tư vấn cũng như là gửi cho các bác những thông tin và cũng như hình ảnh của xe. Xe bên em đang được bán ở chợ ô tô Nhất Tín Hải Dương, địa chỉ cây xăng dầu 51 Thanh Xá Liên Hồng Hải Dương nhé các bác nhé. Bác nào quan tâm với em nó thì inbox ngay cho em ạ. Những bác nào mà chưa đăng ký kênh của em thì cho em xin một cái nút like cũng như là một cái, hay các bác bật cái quả chuông thông báo lên để em có thể thông báo lên, các bác có thể cập nhật được ngay những cái mẫu xe mới về bên Nam Hương và cũng như là biết giá những cái con xe bên em nhé. Cảm ơn các bác đã xem hết những video của em. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.